Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn dễ có cơ hội trúng số đổi đời, cũng như là vận trình chi tiết của 12 con giáp trong cái ngày 22 tháng 7 âm lịch ngày Tân Dậu. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để nắm được cái vận thế của mình trong ngày, từ đó sẽ có những cái bước tiến quan trọng giúp quý vị nắm bắt được cái thời cơ và thu hút được những cái may mắn tài lộc đến với mình quý vị nhé. À, thưa quý vị, chúng ta biết cái ngày 22 tháng 7 âm lịch nó là ngày Tân Dậu. Đấy. Ngày Tân Dậu cũng có hành là thuộc mộc đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta xét về cái thiên can nhé. Ngày Tân Dậu thì có thiên can là Tân, chúng ta có Tân Kim đúng không ạ? Tân Kim thì sinh cho à, nhâm thủy và quý thủy. Như vậy những người tuổi nhâm và tuổi quý sẽ gặp được khá nhiều cái may mắn trong ngày hôm nay. À, nhâm thủy thì nhâm thì chúng ta có tuổi nhâm thìn là dễ gặp may mắn nhất. Và tuổi quý thì chúng ta sẽ có quý tỵ và những người tuổi quý sửu. Quý tỵ là 1953 và quý sửu là 1973. Đó là những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Đó. À, tiếp theo chúng ta xét tân. Đấy, tân là kim. Kim thì nó khắc mộc. Vậy trong thời gian này những người có thiên can giáp và thiên can ất sẽ là những con giáp dễ gặp xui xẻo nhất. Đấy. À, do là gì? Kim khắc mộc đâm ra là trong thời gian này đặc biệt là những người tuổi À, tuổi giáp thì chúng ta có tuổi giáp ngọ và giáp tý vừa gặp tương phá lại vừa gặp gì tương xung đâm ra là nó cũng gặp khó khăn đặc biệt là những người tuổi ất mão 1975 thì gặp cục diện là mão dậu tương xung và tân ất là tương khắc như vậy là gì gặp tục cục diện là thiên khắc địa xung vậy nên những người tuổi ất mão 1975 trong ngày hôm nay phải hết sức cẩn thận nhé à, tiếp theo chúng ta xét đến tân kim tân kim thì sẽ bị hỏa nó khắc đúng không ạ hỏa này chúng ta có thiên căn bính và đinh đặc biệt là chúng ta có đinh gặp tân thì nó là cái vận thiên tài mà bính gặp đinh là vận chính tài trong đó có những người tuổi đinh sửu 1997 và tuổi đinh tỵ 1977 là hai con giáp dễ có cơ hội trúng số đời đời nhất do gặp vận thiên tài chiếu mệnh thêm nữa chúng ta có bính thì chúng ta sẽ có những người tuổi bính thìn 1976 là được cục diện thìn dậu nhị hợp cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn trong ngày hôm nay đó à, tiếp theo thì chúng ta có những người tuổi thiên ngâm mậu và kỷ mậu và kỷ sẽ hơi vất vả trong ngày hôm nay do là gặp cục diện là gì à, thổ sinh kim đúng không ạ thổ sinh kim còn những người tuổi canh và tân thì là bình hòa nói chung là ngày vận trình hôm nay cũng không có gì phải lo nghĩ cả đó đó là toàn bộ cái vận trình về theo quan hệ thiên can như vậy là những con giáp trúng số thì chúng ta sẽ có những người tuổi đinh sửu 1997 và đinh tỵ 1997 đúng không ạ và tuổi bính thì chúng ta có bính thìn đó đó là những con giáp dễ có cơ hội trúng số vậy thì chúng ta xét vận trình chi tiết trong 12 con giáp trong cái ngày 22 tháng 7 âm lịch ngày tân dậu này nhá thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi tý À, thưa quý vị trong ngày hôm nay những người tuổi Tý gặp cục diện là Tý và Dậu nó là tương phá vậy nên à, cái tương phá nó gây họa những người tuổi Tý cần phải hạn chế lo chuyện bao đồng trong ngày hôm nay có những lúc các bạn tưởng rằng mình tốt bụng quan tâm đến người khác nhưng mà thực tế lại tự rước lấy cái phiền toái vào người với những người làm kinh tế quyết định đầu tư kinh doanh đưa ra vào cái ngày hôm nay cũng sẽ rất là mạo hiểm các bạn cần phải có thêm thời gian để mà kiểm chứng thông tin cũng như là hiểu rõ hơn về khách hàng, về đối tác của mình. À bên cạnh đó, trong ngày hôm nay may mắn là được cục diện kim thủy tương sinh. Vậy nên cái phương diện tình cảm của những người tuổi Tý lại khá là êm ấm. Nửa kia cũng là người thấu hiểu và cảm thông cho các bạn và sẵn sàng đưa ra cho những người tuổi Tý những lời khuyên hữu ích khi mà quý vị gặp khó khăn. Nói chung, những người tuổi Tý trong ngày hôm nay lãi mỗi tình cảm, còn đâu công việc thì cũng gặp khó khăn và bế tắc. À tiếp theo tuổi thứ hai chúng ta sẽ là những người tuổi Sửu. Những người tuổi Sửu trong ngày hôm nay được cục diện là tỵ dậu Sửu là tam hợp. Vậy nên những người tuổi Sửu biết mình biết ta nên sẽ đưa ra được những cái quyết định khôn ngoan có ích cho bản thân nhất. À, các bạn thậm chí cũng có thể trở thành những người lãnh đạo tập thể đi theo đúng đường đúng hướng một cách chính xác hơn. Với những người làm kinh tế, bản mệnh có thể gặp được những cái người đồng chí hướng trong ngày hôm nay, đôi bên cùng hướng đến một cái mục đích nên là cái chuyện hợp tác khá là ăn ý kiếm về một cái khoản lời lãi đáng kể hơn cái dự kiến ban đầu. À, tuy nhiên, à, dù có nóng vội muốn chinh phục cái thành công đến mấy, thì quý vị cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe. À, dù công việc có bận rộn thì cũng đừng quá mà tập trung đến mức là quên ăn quên ngủ, khiến cho cơ thể nó bị à, lao lực quý vị nhé. À, vì vậy, trong thời gian này để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xỉu, tuổi tí quý vị nhé. À, đó là con giáp may mắn đầu tiên là những người tuổi xỉu. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi dần là tuổi thứ ba. À, thưa quý vị, trong ngày 22 tháng 7 ngày Tân Dậu À, đây là một cái ngày mà những người tuổi dần gặp cục diện là dần mộc bị dậu kim nó khắc vậy nên là những người tuổi dần cần hạn chế tranh cãi với nửa kia của mình vì những cái chuyện nhỏ nhặt quý vị hãy thử đặt mình vào vị trí của của bạn đời của đối phương có thể các bạn sẽ hành xử khác đi rất nhiều với những người độc thân các bạn không nên tin theo những cái lời tán tỉnh ngọt ngào của người khác các bạn cần phải tỉnh táo để đưa ra những cái nhận định để biết được cái bản chất của đối phương có thể kẻ tiếp cận với các bạn đôi khi vì cái lòng mà lợi dụng các bạn mà thôi. À, tuy nhiên trong ngày hôm nay những người tuổi dần cũng may mắn được chính tài nó hỗ trợ con đường tài lộc của những người tuổi dần khá là sáng. À, các bạn chăm chỉ cống hiến cho cái công việc, à, công sức của các bạn cũng sẽ được lãnh đạo đánh giá cao và có thể giành được một cái khoản kha khá. Đó là những người tuổi dần. Tiếp theo đến những người tuổi mão, thì chúng ta biết cái ngày hôm nay những người tuổi mão gặp cục diện là mão dọa tương xung. Vậy nên là cái cục diện tương xung nó ngăn trở. Những người tuổi mão cần hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn. Nếu mà các bạn phản ứng quá tiêu cực, nóng nảy, các bạn có thể gây thủ trúc oán với những người khác. À, những người làm kinh tế cũng nên lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng để mà thay đổi những cái cái điểm chưa tốt của mình. Nếu mà các bạn cứ cứng đầu, cứng cổ, cố chấp với những cái quan điểm của mình, thì lại rất dễ trở thành người tụt hậu so với đối thủ. À, tuy nhiên trong ngày hôm nay những người tuổi mão lại gặp cục diện là kim khắc mộc, đúng không ạ? Dậu kim khắc mão mộc, vậy nên tiếc rằng cái chuyện tình cảm của quan sát này cũng không được như ý muốn. À, các bạn cũng bạn và người ấy nói chung ấy, cũng không đủ tin tưởng với nhau, nên là dễ dao động về những cái lời bàn ra tán vào, cuối cùng dễ xích bích với nhau, thậm chí là dẫn đến đường ai nấy đi. Vì vậy để bảo vệ cái hạnh phúc của mình thì các bạn hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho mình quý vị nhé. Ở à, tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ năm đó là những người tuổi thìn. Đúng không? Những người tuổi thìn trong ngày hôm nay được cục diện là thìn dậu là nhị hợp. Nói chung ấy, cái cục diện nhị hợp nó che chở những người tuổi thìn có thể nhận được cái sự nâng đỡ của cấp trên trong ngày hôm nay. Đối phương chuyển dạy cho các bạn nhiều kinh nghiệm quý giá và giao cho các bạn nhiều cái nhiệm vụ quan trọng. Quý vị hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và nắm bắt những cái cơ hội trước mắt. Nếu mà các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì không những được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể phục mà còn có nhiều cái cơ hội được thăng đương thăng chức nữa. Thì cũng là một ngày khá là thuận lợi cho công việc. Vậy nên con giám này nên bắt tay vào thực hiện những công việc quan trọng. Các bạn làm việc gì cũng sẽ được thuận lợi, được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong ngày hôm nay và cái kết quả nó cũng mang lại ngoài cái sự mong đợi vậy nên đây cũng sẽ là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi tỵ con giáp thứ sáu thì những người tuổi tỵ trong ngày hôm nay ấy, gặp cục diện là tỵ hỏa nó khắc rộng kim vậy nên à, cái cục diện hỏa kim tương khắc à, những người tuổi tỵ rất dễ xảy ra tình trạng nóng nảy nói những lời tổn thương với nửa kia của mình các bạn cần phải chủ động xuống nước với nửa kia khi mà quý vị sai và nên nhận lỗi sai không nên ngang bướng khiến cho cái mối quan hệ đôi bên nó căng thẳng trong một cái thời gian dài à, Những người độc thân thì cũng nên có những cái suy nghĩ tích cực hơn trong cái chuyện tình cảm Không nên lo lắng những cái chuyện chưa chắc đã xảy ra Nếu mà có thiện cảm với ai thì các bạn cũng nên thử làm thân với người đó Đừng có sợ tương lai bị tổn thương quý vị nhé May mắn cho những người tuổi tỵ trong ngày hôm nay được cục diện là tỵ dậu Tiểu tam hợp Lại có được cái chính quan nó nâng đỡ, nó xoay chiếu Vậy nên con đường sự nghiệp của các bạn khá là sáng các bạn uh, chăm chỉ tích cực làm việc nên là hoàn thành tốt được những nhiệm vụ được giao các bạn dần khẳng định được cái vị thế của mình cho tập thể bên cạnh đó cái cục diện tam hợp quý nhân tỵ dậu xỉu nó cũng mang lại nhiều cái may mắn tài lộc cho quý vị vậy nên là gì trong thời gian này mọi xung khắc cũng sẽ được giải quyết và đây sẽ là con giáp may mắn thứ ba à, tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi ngọ à, thưa quý vị những người tuổi ngọ trong ngày hôm nay gặp cái thiên quan nó lâm vận vậy nên những người tuổi ngọ có thể phải vướng vào nhiều cái khó khăn trong công việc À, cấp trên thì thường xuyên gây khó dễ cho các bạn khiến cho công việc khó lại càng khó và khó có thể có cơ hội được tiến triển như dự kiến à, những người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay hãy bình tĩnh và kiên trì thì có thể vượt qua được những khó khăn nếu như mà các bạn cứ nóng nảy làm mất lòng đối phương ấy thì mọi chuyện sẽ càng ngày càng thêm khó khăn mà thôi hãy coi những gì mình đang gặp phải là cái bài học để mình rèn luyện tiến bộ hơn mỗi ngày À, trong ngày hôm nay cặp cục diện là ngọ và dậu nó là tương phá hơn nữa ngọ hỏa lại khắc dậu kim vậy nên cái chuyện tình cảm của các bạn cũng không được như ý muốn thời gian này các bạn tỏ vẻ khá là lạnh lùng thở ơ với người ấy nên là dễ khiến cho đối phương à, gây ra hiểu lầm có lẽ hai người cần phải tìm cái thời điểm thích hợp để mà hâm nóng cái cảm xúc của mình quý vị nhé và để bảo vệ cái hạnh phúc mình đang có và mang lại cái may mắn tài lộc thì quý vị cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được trợ mệnh hộ thân quý vị nhé Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ 8 đó là những người tuổi mùi. À, quý vị thân mến những người tuổi mùi cởi mở tinh tế nên là dễ nhận được cái sự yêu mến của mọi người xung quanh. À, các bạn đã tạo dựng được cái thiện cảm với mọi người chỉ sau một lần tiếp xúc và có nhiều người đang dành tình cảm cho các bạn đấy. À, với những người có đôi có cặp các bạn luôn quan tâm đến những cái suy nghĩ và cái cảm nhận của người ấy dù đối diện với vấn đề gì thì hai người vẫn có thể là bình tĩnh thảo luận với nhau à, rất ít khi xảy ra những chuyện tranh cãi bên cạnh đó trong ngày hôm nay lại có thiên ấn nó che chở vậy nên con đường sự nghiệp của những người tuổi mùi cũng khá là hanh thông thuận lợi và bằng phẳng các bạn được cứ giữ được cái đầu óc sáng suốt nên là đưa ra được những cái lựa chọn chính xác và đúng đắn các bạn cũng xứng đáng nhận được sự tin cậy của nhiều người vậy nên đây cũng sẽ là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo chúng ta xét với những người tuổi thân có cái cục diện là tam hội là thân dậu tuất nó che chở nó giúp đỡ vậy nên những người tuổi thân luôn duy trì được cái tinh thần nhiệt tình hăng hái khi mà bắt tay vào công việc các bạn sẵn sàng nhận thêm các nhiệm vụ khó ngay cả khi mọi người xung quanh tìm cớ để mà thoái thác trốn chạy À, những gì mà các bạn cống hiến cho tập thể sẽ được lãnh đạo đánh giá cao. À, quý vị hãy tiếp tục làm việc, rồi công sức của các bạn cũng được đánh giá xứng đáng ở một cái thời điểm nào đó. À, có thể các bạn sẽ được tăng chức, tăng lương trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay cái kim khí nó vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về cơ bắp, về gân cốt. À, những người làm văn phòng cần phải tăng cường vận động, không nên ngồi yên một chỗ quá lâu, quý vị nhé. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được trợ vận hộ thân. À, thưa quý vị, nói chung với những người tuổi thân cũng khá là may mắn trong ngày hôm nay, xếp vị trí thứ năm. À, tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi dậu. À, những người tuổi dậu trong ngày hôm nay thì dậu là dậu là tự hình, vậy nên là trong ngày hôm nay lời khuyên dành cho những người dậu nên nhìn thẳng vào cái vấn đề mà mình đang phải đối mặt, chớ nên chạy theo những cái đích đến xa vời. Muốn phát triển thì trước hết các bạn phải khắc phục những cái khuyết điểm của bản thân đã. À, với những người làm kinh tế, nếu mà đưa ra những cái quyết định vội vã, bỏ ngoài tai những lời khuyên của những người khác, các bạn rất dễ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. À, các bạn nên thận trọng hơn với những đồng tiền mồ hôi công sức của mình quý vị nhé. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm thì cũng chưa có nhiều cái sự tiến triển, bản mệnh nên chủ động hơn trong cái việc bày tỏ cảm xúc với người thân chứ đừng giấu cảm xúc ở trong lòng, người ấy sẽ không thể nào hiểu được các bạn đâu. Đó là những người tuổi rộng. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi tuất. Nói chung trong ngày hôm nay chúng ta gặp cục diện là dậu và tuất nó là cục diện lục hại. Vậy nên là gặp cái cục diện lục hại nó giáng họa. Vậy nên những người tuổi tuất cũng chớ nên tin theo những cái lời rủ dê lôi kéo của những người xung quanh. Có thể sẽ có kẻ tiếp cận các bạn nhằm một cái mục đích nào đó. Tốt nhất là các bạn nên thận trọng, tập trung vào cái công việc của bản thân để hoàn thành cho thật tốt. Với những người làm kinh tế, những cái chiêu trò kèn cựa của đối thủ có thể khiến cho các bạn kiếm tiền nó khó khăn hơn. Các bạn nên giữ vững cái lập trường của mình giữ chữ tín với khách hàng như vậy thì các bạn mới đảm bảo được cái tương lai của mình về sau à, bên cạnh đó trong ngày hôm nay may mắn được cục diện là thổ kim tương sinh vậy nên là cái phương diện tình cảm nó cũng đem đến nhiều niềm vui cho những người tuổi tuất dù ở ngoài xã hội vất vả nhưng về đến nhà thì các bạn cũng luôn có được cái cảm giác bình an và vui vẻ à tiếp đến cuối cùng là những người tuổi hợi trong ngày hôm nay thì những người tuổi hợi gặp cục diện thương quan chiếu vận vậy nên những người tuổi hợi nên giữ khoảng cách với những người quyền cao chức trọng trong ngày hôm nay các bạn không nên tìm cách xây dựng cái mối quan hệ với đối phương và cũng không nên làm mất lòng đối phương à, những người làm lãnh đạo cần phải chú ý cái cách hành xử của mình chớ nên chuyên quyền độc đoán áp đặt cho nhân viên cấp dưới nếu không ấy, rất dễ gây ra cái sự bất mãn cho tập thể và công việc cũng sẽ không thể nào tiến triển được sang nữa À, trong ngày hôm nay cũng gặp được cái may mắn là có cục diện là kim thủy tương sinh vận trình tình cảm của những người tuổi Hợi cũng khá là xuân sẻ những người độc thân thì đã mở lòng hơn trước trong các mối quan hệ xung quanh các bạn cũng đã dành cái sự chân thành cho những người tiếp xúc với mình và trong ngày hôm nay ấy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì các bạn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình quý vị nhé. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp có cơ may trúng số và vận trình chi tiết của 12 con giáp trong cái ngày 22 tháng 7 âm lịch ngày Tân Dậu. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. À xin cảm ơn